Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua, Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo UNESCO SEP đã phối hợp cùng với Học viện GAF tổ chức sự kiện Demo Assessment Day tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện đặc biệt dành cho 100 thí sinh xuất sắc nhất tại miền Nam của cuộc thi Talent Generation 2018 thuộc dự án Today's Voice do tổ chức phi chính phủ UNESCO SEP khởi xướng. Demo Assessment Day là chương trình đầu tiên dành cho sinh viên ngành ngân hàng tại Việt Nam, được mô phỏng theo chương trình Assessment Center, Hội đồng đánh giá nhân tài, là vòng thi thử thách lớn nhất trong các quy trình tuyển dụng chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của các giám khảo là lãnh đạo, quản lý có nhiều năm kinh nghiệm đến từ ngân hàng Techcombank. Tại sự kiện, gần 100 sinh viên được chia ra thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm sẽ trình bày về một tình huống thực tế về hoạt động ngân hàng do ban giám khảo đề ra. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được training kỹ năng networking trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ông Lê Đình Hiếu là chuyên gia training cho các bạn sinh viên tại sự kiện, đã đánh giá rằng sinh viên Việt Nam ngày càng nổi trội so với các thế hệ trước. Các bạn rất tự tin vào bản thân của chính mình, dám nghĩ và dám làm. Tuy nhiên, trong thời đại nền công nghiệp 4.0, sinh viên Việt Nam cần nhiều môi trường để thể hiện và cọ sát thực tế nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ là cái vấn đề thiếu nhất của sinh viên Việt Nam hiện nay là cái sự cọ sát thực tế. Bởi vì một lý do nào đó, cái giáo dục của chúng ta hiện nay vẫn chưa chuẩn bị được tốt cho các em cái này. Và rõ ràng cách mạng công nghệ 4.0 nó đi rất là nhanh. Các bạn mà không cọ sát thực tế đó thì tôi không nghĩ là các bạn thể bắt kịp được. Cho nên cái quan trọng nhất bây giờ là làm sao kết nối nhiều nguồn lực của xã hội lại để tạo cái môi trường để các bạn cọ sát thực tế. Ngoài ra, sự kiện còn là cầu nối giúp các bạn sinh viên tự tin thể hiện chính mình trước các nhà tuyển dụng và có cơ hội trở thành nhân viên tại Techcombank với vị trí chuyên viên khách hàng doanh nghiệp và chuyên viên khách hàng ưu tiên cùng với lộ trình lên vị trí quản lý chỉ sau 18 tháng.